Xin chào các bạn, hiện nay trên bàn của mình đang là một cái sản phẩm rất là đẹp của chị em phụ nữ. Đây là một cái túi đựng điện thoại. Mặc dù cái mục đích của hãng làm ra là một cái túi đựng điện thoại, nhưng mà chúng ta vẫn có thể đựng đồ đạc cá nhân, là một cái túi đeo chéo vẫn đẹp các bạn ha. Đây là cái hàng Quảng Châu, chất da rất là đã các bạn. Mình sẽ xin đo kích thước của nó là 13 cm chiều ngang các bạn ha, chiều dài của nó là khoảng 19 cm đó, độ rộng nó là gần 8 cm các bạn ha. Đó, tức là cái túi này rất là nhỏ gọn các bạn. Đây nó chỉ còn là một gang tay thôi để chúng ta đeo chéo để điện thoại đó. Có những người khi mà đi chơi người ta không thích cầm theo các túi sách lớn thì người ta chỉ cần một cái túi sách nhỏ để mà đựng điện thoại với một số đồ vật dụng cá nhân đơn giản thôi thì có thể sử dụng cái này. Đây, da rất là dày, đường may rất là đẹp các bạn. Đây là hàng nội địa của Quảng Châu ha, bên mình mới nhập về cho khách đó các bạn. Đó rồi, bên trong này đó sẽ có hai ngăn các bạn ha. Ngăn đầu tiên khóa làm rất là đẹp nha các bạn, đó các bạn không, khóa làm rất đẹp, rất sắc sảo, rất là bóng ha. Đó, đây là ngăn đầu tiên của nó. Đó, ngăn này chúng ta có thể để vé xe hay là để cái gì đó đều được hết ha. Đó, để điện thoại, cái này chắc bên ngoài là chúng ta để vé xe hay là để những cái đồ mỏng mỏng thôi các bạn, như thẻ xe, chắc là thẻ xe thôi chứ không để được gì hết đâu. Đó, bên trong này là một sợi dây đeo ngang. Đây là túi giữ ẩm của Trung Quốc các bạn ha. Đó, bên trong này rất là rộng các bạn. Mình xin phép mở cái túi này ra. Đó, wow. Đó, đó. Rồi, đó. Sau khi mở bỏ hết cái giấy lót bên trong ra, các bạn thấy bên trong này để rất được nhiều đồ các bạn. Đó, chúng ta có thể để điện thoại này, nước hoa này. Đó, có thêm một ngăn ở đây nữa các bạn ha. Đây, hơi tối các bạn. Đó, rất là rộng rãi, rất là dễ thương. Đó, các bạn nữ có thể đeo cái này khi đi chơi, được một số đồ gọn gàng. Phía ngoài này chúng ta có thể để thẻ xe hoặc là cái bóp nhỏ của chúng ta phía ngoài này ha. Bên trong này chúng ta có thể để điện thoại, nước hoa. Đó, có một lỗ giống như thùng hơi luôn các bạn. Đó, hai bên này có hai cái móc để chúng ta đeo chéo, rất là đẹp, rất là dễ thương các bạn ha. Khóa nam châm đó, may rất là đẹp ạ. Đường may rất là ok ha. Đó, đó, lắp nam châm. Đó, đây là khóa cách điệu thôi, không có gì hết. Đó, một sản phẩm rất là dễ thương cho chị em chúng ta khi đi chơi hoặc là đi du lịch, chúng ta cần thêm một số đồ nhỏ nhỏ thôi, bát bo hay gì đó. Đúng rồi, phía ngoài này đi du lịch có thể để thẻ xe, bát bo chúng ta có để ngoài này các bạn ha. Đó, nhưng mà để phía ngoài này thì chúng ta phải để ý chút xíu, có thể bị móc túi bất cứ lúc nào. Thì cái túi 500 này thì nó cũng không có, đó, túi 500 này thì nó cũng bảo vệ không được chắc chắn lắm. Đó, rất là dễ thương các bạn, màu sắc cũng rất là đẹp các bạn ha. Đó, rồi hiện tại sản phẩm này bên mình đang phân phối với giá khoảng là 320.000. Cái này thì mình đặt trực tiếp từ Quảng Châu về, nên khi nào có hàng thì mình sẽ đăng trên trang Zalo của mình, nên các bạn vui lòng ép số Zalo của mình, số điện thoại mình đặt ở phía trước video, hoặc là subscribe kênh của mình để mình tiếp tục gửi đến các bạn những cái sản phẩm như vậy, như nước hoa, đồng hồ hay là các sản phẩm thời trang, để các bạn có những cái nhìn đầu tiên về các sản phẩm mà mình muốn mua, đưa ra quyết định mua. Đó, dây cũng rất là đẹp các bạn ha, dây này rất là chắc chắn, dễ thương. Rồi, mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tạm biệt.